tính sao nữa, giờ giờ anh em mình đi lên Sài Gòn sống cũng không nổi mà ở đây sống cũng không nổi. Thôi giờ anh em mình đi theo anh Bảy đi, anh nhận làm đàn em đi rồi tiền đó thì chắc từ từ mình trả cho anh. Giờ hết cách rồi. Thôi giờ mình đi. Đi lên Bảy. Dạ, mới xin lắm là bọn em mới được. Được. Thì kiếm đó. Rồi ok. Ba không biết nó chạy hướng nào đó, nhanh quá. Dạ. Yeah. Về đi. Chúng ta đang quay đó. May quá. Má à, bữa nào có mà gặp nó một cái chết. Bối luôn cái hàng trước. Làm trước nguyên một buổi.
mỗi một cái hàng chưa kịp tết nè. Vậy đúng rồi, mái tao thấy bẫy mà ở đâu tao chém bẫy đó, chém không phải về đó, chứ này tao chém thiệt chứ không phải là giỡn, tao gặp bẫy chạy chứ là tao chém không thiệt, không gặp bẫy ở đâu chém ở đó, vô hết cái mày chăm chăm đi, quá tao chơi á. À, ăn miếng mồi đi. Ăn mồi hết rồi. Nó tao ăn thử đi. Mồi móc cái gì mà. Tiền đồng đâu không ngọt, không ngọt luôn. Ê, móc vậy, mày bẫy ra tới chưa? Mày, trời, mày, mày hù sao vậy? Ôi, nè, kìa. Không ăn bẫy mày ơi. Ôi, bẫy thôi. Không ăn mày thôi. Cho nó chết giữa. Thằng này ngồi về dưới đất. Vô xuống mày. Bỏ mày.
cái gì rồi. Ủa cái đi luôn bây giờ nè. Vô đi. Đi nè. Chết bà gọi xe mày không biết cái hộp không có sao không nữa. Hai mày nhẹ quá mà. Mày như kiếm mày. Khai thiệt đi. Ôi dạy mày ơi.